đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa quý vị, cứ qua mỗi một tập phim là chúng tôi lại nhận được nhiều lá thư đóng góp ý kiến và chia sẻ của quý vị phụ huynh. Đó là những cái điều rất là vui mà những người thực hiện chương trình cũng rất là muốn chia sẻ với tất cả quý vị phụ huynh của chương trình. Còn bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình hôm nay thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt cùng tham gia với chúng ta nhé. Đầu tiên đó là Thạc sĩ Vũ Minh Huyền, hiện đang là hiệu trưởng trường Mầm non Tư Thục Bé Thiên Thần. Một gương mặt thứ hai rất là quen thuộc với khán giả truyền hình, đã hóa thân vào rất là nhiều vai diễn rồi, và ngày hôm nay ngồi ở đây thì ở góc độ là một người mẹ muốn chia sẻ kinh nghiệm với quý vị khán giả, đó chính là diễn viên Ốc Thanh Vân. Và cùng có mặt tại phim trường ngày hôm nay có rất đông các bạn sinh viên của khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sài Gòn, quý vị phụ huynh cùng với những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ Xin, Mi, Hân là ba cô bé nhí nhảnh dễ thương học chung lớp trồi, ngôi trường mẫu giáo nhỏ tên là Sương Mai, cùng với Trúc, cô chị họ của bé Xin, để đón xem chuyến đi đầu đời của các cô bé. Xin tên thật là Phạm Hoàng Anh, vừa tròn 5 tuổi, là một cô bé có cá tính khá mạnh và bạo dạn nhất. Cô bé rất năng động và nhanh nhẹn khi biết xử lý các tình huống khó khăn, và đặc biệt, Xin là một cô bé rất yêu thương động vật. Ở lớp, Xin chơi rất thân với Mỹ Hân và Họa Mi. Họa Mi tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, năm nay cô bé được 4 tuổi 10 tháng. Đây là một cô bé ngoan ngoãn và hay nhường nhịn khi chơi với các bạn. Trái ngược với Xin thì Họa Mi lại rất sợ chó. Mỹ Hân thì lại là một cô bé nói nhiều nhưng lại rất mít ướt. Ở nhà, Mỹ Hân là chị hai của một cô em gái mới được hơn 1 tuổi. Nhưng ở lớp học thì Mỹ Hân lại là em út của chị Xin. Ba cô bé cùng có chung một sở thích là vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Bé Phạm Thành Trúc năm nay mới được 4 tuổi 6 tháng, là một cô bé dễ thương, lý lắc và hay cười. Sở thích của Trúc là chơi Lego nên cô bé có thể ngồi chơi cả ngày không biết chán. Trúc là chị họ của Xin và hai chị em cùng ở chung một nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần, Họa Mi và Mỹ Hân được mẹ chở qua nhà chơi với bé Xin và Trúc. Chơi mệt chưa? Mỗi một em một hộp nè. Có hai bác thợ điện đến sửa điện nên mẹ ở nhà. Tí xíu nữa mẹ nhờ các con đi qua bên bà đem quà cho các bà nha. Hèn lệ. Rồi nào các con đến xem nào. Bây giờ hôm nay bà dưới quê gửi quà lên quá chừng luôn nè. Một bàn luôn. Wow, bánh tráng đây. Nhà bé Trúc vừa nhận được quà quê, mẹ lại bận trông chú thợ sửa điện ở nhà, nên mẹ nhờ các bé mang quà sang biếu bà Bảy và bác Quỳ. Bây giờ cái phần này các con đem qua cho bà nha. Cái này đem qua cho bác Quỳ nè. Rồi đem qua cho cô Quỳ, con sẽ gọi là cô Quỳ, còn các bạn gọi là bác Quỳ. Ở đây có bánh tráng nữa nè. Nặng quá à. Nặng hả con? Còn một chồng báo mừng cho bà với bác Quỳ. Em mẹ dặn nè, ở đây là hai phần quà. Trúc là phần quà cho bà nha con. Trúc và Mỹ Hân là phần quà cho bà ha. Rồi. Họa Mi đâu? Họa Mi với Xin. Con sẽ đem bánh tráng, bánh tét, chồng báo này cho cô Quỳ. Con nhớ chưa? Các con đi đường cẩn thận nè, nghe mẹ dặn nè. Khi đi ra đường á là phải đi bên phải. Rồi khi gặp xe thì con phải như thế nào? Nắm tay nhau. Quãng đường đi từ nhà bé Trúc sang nhà bà Bảy dài khoảng 200m, rồi đi đến nhà bác Quỳ dài khoảng 500m. Thường ngày bé Trúc và Xin vẫn được mẹ cho qua nhà bà Bảy và bác Quỳ chơi. Nhưng hôm nay các bé phải tự đi và lại còn dắt theo hai cô bạn thân nữa, thì không biết liệu các bé có hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao không? Thường thường thì chúng ta thấy là khi mà có sự xuất hiện của những cô gái thì sẽ có những cái câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta đã từng có cái tập là ba con vịt rồi, đúng không ạ? Bây giờ là tới bốn con vịt lận. Theo Vân thì như thế nào? Sẽ có rất là nhiều chuyện thú vị giống như Thảo vừa nói. Các cô gái của chúng ta đương nhiên là sẽ rất là khéo léo nè. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ nhõng nhẽo nè, rắc rối lắm con mít gái ướt nè, rộn chuyện lắm. nhiều đề tài sẽ được đưa ra. Con đường thì chắc là không khó khăn gì, bởi vì quãng đường tương đối ngắn, mà giống như là đã giới thiệu là các bạn đã từng đi rồi, các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì cũng không quá khó khăn, nhưng mà đồ đạc thì có vẻ hơi lỉnh kỉnh. Để xem là bốn cô nàng này sẽ thể hiện như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi cuộc hành trình ạ. Bye bye.
lên đường. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt mẹ, các cô bé rất vui vẻ lên đường. Đây, 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 không được sợ. Ngay lập tức, Xin đã thể hiện vai trò của mình. Thật không hổ danh là một thủ lĩnh. Lời nói của Xin có vẻ rất hiệu nghiệm đối với các cô bé. Không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng hành động. Cầm đi nào. Cầm nắm tay. Ôi. Nhưng cho dù thủ lĩnh Xin có tài đến mấy thì cũng phải có lúc gặp khó khăn. Giờ mà mọc thêm hai cánh tay nữa thì Xin mới đủ sức giúp đỡ được các bạn. Cầm bám đi. Ôi, đây Xin cũng nặng đi nè. Đi nào. Đi nào. Cuối cùng thì Xin đã ưu tiên giúp đỡ cô em út hay mẹ nheo Mỹ Hân. Đi đưa cho bà bảy đi. Đừng có giảm xanh nước. Người ta thường nói ba con vịt thì thành một cái chợ. Còn với bốn cô bé này thì có lẽ thành cái chợ vỡ mất thôi khi cứ nói liên hồi. Chắc hẳn là các bà khách tại nhà bà Bảy sẽ rất xúc động trước tình cảm của các cô cháu gái dành cho bà của mình và sự lễ phép của các cô bé với các bà. Có của ai nữa không? Con đem đi đâu nữa không? Dạ không. Con có cho vậy? Này đưa lại cho ai? Con cảm ơn bà. Bà, bà cảm ơn các cháu nha. Dạ. Con quỳ cho cái đầu con quỳ thì con cầm đi cho con quỳ. Con quỳ. Con quỳ. Con quỳ. Tạm biệt các bà. Các cô bé không quên cái thăm những chú chó đáng yêu này. Hôm nay là đến ngày đi tiêm phòng của các chú chó mà bà lại đang bận tiếp khách, nên tiện đường các bé đến nhà cô Quỳ là bác sĩ thú y để biếu quà, nên bà đã nhờ các bé mang chó đi tiêm phòng giúp bà. Đường mà dốc mà con phải ổn án nó lên. Con nghe bà dặn là khi nào mà cô Quỳ nói là con chó nào uống thuốc làm sao hay là về làm sao thì con phải nói cho bà biết nha. Bây giờ con có người dắt con chó cho cô Quỳ dùng bà nha. Con thích con chó này nhất. Bà thì chỉ có ba chú chó con mà Xin, Mi, Hân và Trúc ai cũng muốn có một chú chó. Một cuộc cãi nhau đã nổ ra khiến cho bà trở nên khó xử. Lúc trước thủ lĩnh Xin mạnh mẽ và luôn nhường nhịn các bạn là thế. Ấy vậy mà bây giờ thì đừng hòng ai tranh được chú chó của Xin nhé. Thật may là bà đã giải quyết được mọi chuyện một cách êm đẹp, giữ cho tình bạn của các bé không bị sứt mẻ bởi những chú chó con dễ thương này. Quả biếu đã được gửi biếu cho bà, gánh nặng đã vơi đi một nửa. Thế nhưng giờ thì lại dắt thêm ba chú chó con đi trên quãng đường dài khoảng 500 mét nữa. Thì không biết các cô bé của chúng ta có đi được tới nhà bác Huy để biếu quà và khám bệnh cho các chú chó nữa không? Ổng chó, nó lên đi nó mệt rồi. Ổng chó đi. Thôi, mấy ông có tự dắt đi. Đi đâu quần nè. Các chú chó con có vẻ như cũng đang rất vui khi được đi chơi cùng các cô bé. Việc bế các chú chó quả thật là không hề dễ dàng chút nào cả. Phải nhờ đến thủ lĩnh Xin giúp đỡ thôi. Thế nhưng Xin thì cũng chỉ có được hai cái tay mà thôi. Mọi việc đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Rồi, hai tay hai em hả? Mà nặng quá, hôm nay giận cho mình ơi. Không giận, giận rồi. Không mà giận với mình lắm hả? Ba con ơi, bạn ơi, giận cho mình đi. Chút, lấy tay kia. Bạn giận. Lấy tay kia. Mình ơi, giận đây. Bạn giận đây, bạn không giận. Đi, mình giận. Mình giận. Mình giận.
vậy? Khó bự chứ bé nhỏ không? Bây giờ có mình xin nhắc là ba con luôn. Anh thả tay áo vô nè. Đúng mà. Không biết ai giữ dây dùm mình hết hả trời? Vấn đề bây giờ rất là rắc rối là cả ba con chó đều tập trung vô một cô gái đó. Ba cô gái kia thì rất là vô tư với máy bay. Ngày hôm nay đến đây có mặt tại phim trường, có sự hiện diện của cả bốn cô gái luôn. Rồi còn có cả cô giáo của bé Shin, Mỹ Vân nữa. Không biết là cô có thể chia sẻ một chút xíu về tính cách của các bé khi thể hiện ở trong lớp được không ạ? Dạ, ở trong lớp thì bé Shin lớn có nghĩa là có suy nghĩ lớn hơn thường với lớp trưởng của mấy bạn Mỹ Thân với lại bạn Hoàng Mỹ. Dạ, thì rất là thích làm những công việc mà cô giao nha. Ồ, cho nên là các bạn rất là thích được giúp đỡ cô đúng không ạ? Nhưng mà ở đây sao Họa My với lại Mỹ Hân, sao các con để cho một mình bạn xin dắt vậy? Sao các con không phụ bạn? Trời ơi, mình nhớ mẹ nhưng mà mình có thêm con chó là một người bạn mình cũng đỡ buồn chứ. Sao để một mình bạn rồi bạn dắt ba con làm sao được con? À, xin nè, lớp trưởng nè, chị cả của tất cả các bạn nè. Bữa đó lúc mà các bạn đưa hết chó cho con rồi con thấy sao? Con có khó không? Có. Họ không có biết là bữa đó xin có dắt chó đi đến nhà của cô Quỳ không nữa. Có. À, một mình con dắt luôn. Rồi, cảm ơn con. Dạ nhưng mà nói mình không có tay nè. Mạnh mẽ là thế, mà giờ thì xin cũng không kiềm chế được nữa rồi. Để mình giữ nó. Rắc rối đã được giải quyết khi các cô bé hiểu ra được vấn đề. Nhưng giờ việc ai sẽ là người phụ xin dắt những chú chó này mới là điều quan trọng. Và một cuộc tranh cãi nữa lại xảy ra. Mẹ ơi, nó sao trời? Ẩm nó lên đi Mỹ Hân. Nó đâu có ấy đâu Mỹ Hân. Thôi mới giận nên Mỹ Hân giận cha. Ai nói chạy ngày hôm nay thật tuyệt bao điều hay. Và con nỗi sợ chó đã khiến cho các cô bé trở nên bấn loạn. Xin đã rất nhanh chóng xử lý mọi chuyện. Thế nhưng giờ thì các cô bạn thân lại là nỗi rắc rối của Xin. Quãng đường đến nhà bác quỷ như dài ra khi mà một mình Xin phải vật lộn với các chú chó thế này. Trong khi đó thì các cô bạn thân cứ không ngừng la hét, khóc lóc và than vãn. Điều duy nhất sao khóc hoài vậy trời? Khi mọi việc có vẻ yên ổn trở lại thì chỉ sau câu nói của Xin, Họa My và Mỹ Hân lại thành ra thế này. Sau bao nhiêu là rắc rối thì cũng tới được nhà bác Quỳ. Các chú chó nhỏ này tỏ ra khá mệt mỏi, nhưng không phải là vì đi đường xa mà phải nghe quá nhiều tiếng khóc lóc mè nheo của các cô bé. Rồi,
sốt hay không. Để chút xíu nó phải như vậy, lấy như bộ xuống mới chích được. Ơi. Ờ, ấm con chó đó hả? Nặng không? Bà chú chó con của bà Bảy mới chỉ được 2 tháng tuổi nên cần phải được chích ngừa để phòng chống các loại bệnh. Việc được chứng kiến các chú chó nhỏ chích ngừa mà không hề kêu một tí nào đã làm cho các cô bé của chúng ta ngừng việc than vãn. Ờ, nó là chó chích ngừa rồi. Đi xuống đi, chó không sao. Nha, không được tắm chó, nha. Ừ, tại mới chích nó bị mệt á, con được tắm, cái lát nữa con đi về là con bồng em lên. Bồng em lên, đi em về chứ đừng bắt em đi bộ nữa, em rất là mệt, nha. Ờ, bồng lên. Nhưng mà con bồng 2 cái đó, chở từng mũi. 2 cái má rồi không cái mũi nữa. Ờ, đúng rồi. Tại 3 con chó rồi. Chia cho mấy bạn, mỗi bạn bồng một con. Sao không biết được. Cô bạn nói là bạn nó biết chuyện. Mấy bạn không biết nhà cô quỳ ở đâu. Mấy bạn hỏi hỏi bác, hỏi cô. Mà đi thẳng thấy cái nhà cô quỳ vậy. Đúng rồi, nhà cô quỳ vậy thiệt mà. Rồi, về nói với bà Bảy là một tháng sau chích nhắc lại một lần nữa. 3 ngày sau mới được tắm chó nha. Rồi, về con đưa lại cho bà Bảy nha. Có ba lô đưa cho cô bỏ cái sổ vô con đưa về cho là vậy rồi cô bỏ sổ đi đắt con về có lấy sổ con đưa ra cho con cho bà nha. Ủa con có nè để ý không. Giờ thì mọi nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng không biết việc dắt 3 chú chó quay trở về có thuận lợi không đây. Dắt vô lề nha con. Vừa ra khỏi cổng thì khó khăn đã ập tới với cô bé Xin. Giờ thì chỉ còn mình Xin với 3 chú chó nhỏ. Nhưng vốn là một cô bé bản lĩnh nên việc giải quyết vấn đề này với Xin không phải là khó. Cô bé cũng rất tâm lý và biết lo cho bạn khi nhắc nhở Mỹ Hân. Các chú chó nhỏ dường như cũng thấu hiểu được nỗi khó khăn nên cũng cùng Xin chạy rất nhanh. Tuy bận chăm sóc các em chó nhưng Xin cũng không quên việc phải theo sát bảo vệ các bạn. Nghỉ ngơi sau một quãng đường đi khá dài đã giúp cho các cô bé lấy lại tinh thần. Giờ thì nỗi sợ chó đã tan biến khi các cô bé vui vẻ chơi đùa cùng những chú chó nhỏ đáng yêu này. Trời ơi! Đi! Quay lắm, quay nhảy không à? Nỗi vất vả mệt mỏi của Xin đã được các cô bạn thân bù đắp khi mà Mỹ Hân, Họa Mi, Thành Trúc đã biết chia sẻ cùng với cô bé. Những tiếng khóc, những nỗi sợ hãi đã được thay bằng tiếng cười và sự hào hứng vui vẻ. Con. Mẹ sắp tới nhà rồi. Sắp tới nhà rồi con đừng làm mẹ nha. Ông chó nhỏ mẹ bé nha. Mẹ thương nha. Con chó nào không? Bây giờ chúc con ngồi chơi cho bà hỏi nè. Ngồi đây, ngồi ghế đi. Cho ngoài lắm chưa? Nè, bỏ tay vô miệng nó nè. Thấy chưa, nó có cắn tôi cũng sợ. Ai cũng sợ kìa, quê quá. Con bị có gửi gì ra đây cho bà con? Dạ có. Đâu đâu, đưa bà. Có sổ. Thế à? Con có sổ. Có sổ đâu?
sổ. Mẹ con đâu rồi? Cô dặn cái gì? Cô dặn cái gì con? Con nói là mai mốt chích chó nữa. À, thế chích à? Chó lại nữa. À, thế à? Mai mốt phải được tắm chó. À, rồi. Giờ thì không nỗi sợ hãi, không còn khó khăn vất vả nào nữa cả. Tạm biệt bà rồi đi về nhà nào. Dạ. Con quyền lắm. Bám tay. Không bám tay ạ. Mà tới ông Mỹ Hân hứng tay. Giảm dư nước mà nó dư bị cát chúng từ bà. Nào cũng vui 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 hai chú con tự đi một mình mà Ngọc Vân với Mỹ Hân khóc quá. Vậy hả con? Rồi tự đi một con là giỏi nhất rồi. Con không có giỏi không? Con không có giỏi không? Wow, con có sửa vô là cay. Qua tập phim này thì có một cái điều đặc biệt và khác hơn ở những cái chương trình con đã lớn khôn khác, thì quý vị thấy ở đây khi mà bốn cô bé của chúng ta có thêm những người bạn nữa, có thể nói là bây giờ những cái thành viên trong cái nhóm này là 7 chứ không còn phải là 4 nữa. Và cũng cảm nhận được rằng là tình cảm của cô bé Shin dành cho những chú thú cưng đặc biệt này rất là dễ thương và rất là đáng quý. Điều mà đáng ghi nhận ở đây, ở tập phim này, đấy là tình yêu thương và sự chăm sóc của các bé dành cho các con vật nuôi. Đây là điều mà rất nên khuyến khích các bé làm. Nó sẽ giúp cho các bé phát triển rất là nhiều về mặt tâm hồn, chia sẻ sự yêu thương. Con nghĩ rằng là cô bé Shin vừa rồi á, có được một cái tính cách như vậy á, có lẽ ảnh hưởng là từ người mẹ của bé. Chắc là ở nhà mẹ vẫn thường nói với bé những cái câu nói ngọt ngào thể hiện tình cảm yêu thương như vậy. Và cái cách mà người mẹ của bé Shin ở nhà xử lý những cái công việc hay xử lý những cái tình huống cũng tác động rất là lớn với bé Shin. Đến khi mà bé được giao cái trọng trách như vậy thì bé đã nhớ lại những cái gì mẹ dặn. Nhớ lại cái cách mẹ đối xử với mình, cái cách mẹ trò chuyện một cách ngọt ngào, tinh tế và tình cảm. Vô tình hóa thân vào vai mẹ lúc nào đúng không rồi. Biết à, chị Huyền ơi, nhưng mà ở ngôi trường của chị á, thì các bé có được tiếp xúc nhiều với các con vật hay không? Rồi có những cái bài học gì đó liên quan tới con vật để các bé được áp dụng như vậy hay không? Ở đây thì có giáo viên của các bé ở đây, thì chắc là mình hỏi các hỏi cô luôn, xem là ở trường thì các bé được làm quen với vật nuôi như thế nào. Cô Hoa có thể chia sẻ kinh nghiệm ở trường được không ạ? À, trường em thì có cái hồ nhỏ nhỏ chị, bể cá, nuôi cá, nuôi ba ba và cũng có nuôi vài con cỏ chị. Thì khi mà bé bắt đầu học trời chị, thì mỗi bé sẽ được cô giao như bé để cho chăm sóc cây, là bé kêu để chăm sóc như là cho cá ăn hay là cho bọ ăn chị, thì ngày nào mấy bé cũng làm những cái nhiệm vụ đó chị. Cảm ơn cô Hoa. Thưa quý vị, thông qua những cái điều hết sức là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thể có thêm những cái điều chia sẻ khi mà cho các con tiếp xúc với những vật nuôi như vậy. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta khéo léo giữ gìn vệ sinh vật nuôi và quan sát các bé, cho các bé chơi trong chừng mực có sự giới hạn, có sự kiểm soát của người lớn, thì chắc chắn tất cả những điều này cũng sẽ có những cái tác động tới đời sống tình cảm của các bé. Và chúng tôi nghĩ rằng là khi có thêm một người bạn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy thì các bé cũng sẽ phát triển rất là nhiều về tình cảm, sự quan tâm, yêu thương dành cho những người thân còn lại trong gia đình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Con Đã Lớn Khôn cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình do công ty MCV thực hiện.